Tạ cha khảo. Bây giờ hãy cùng tiếp tục học bài ba hai, tương với phần tiếp theo của bài mười, quyển 1. Đầu tiên hãy nghe và nhắc lại cách nói từ ở với nghĩa cư trú, âm hắn Việt là chú. Trụ. Trụ. Ở đâu? Cư trú ở đâu? Trụ nở Trụ nở 黑少风耳朵啊文耶科球。王老师住哪儿王老师住哪儿我怕耳朵文耶科球。你爸爸住哪儿你爸爸住哪儿 Bạn ở đâu với nghĩa cư trú? Nhi trụ nở Nhi trụ nở Thầy ấy ở đâu ạ? À? Với nghĩa cư trú Tha trụ nở Tha trụ nở Hãy nghe và nhắc lại cách nói số 18 18 10. 十八，八，十八，十八。音汉语是“特八”，“没八” t 十八块，十八块钱，没八给馒头，十八个馒头。 18 mán mười tám bát cơm chỉ cơm gạo thông thường, 18 ba bát phản. Bây giờ là từ lầu, tầng, ba nhà. Lấu chỉ Y lấu Y lấu Hãy chú ý khi chỉ số thứ tự, số 1 vẫn đọc là Y, không đổi dấu. Tầng 2 R lấu R lấu Tầng 3 San lấu San lấu Tầng 6 六楼，六楼，层1丹。十八楼，十八楼。他住十八楼。他住十八楼。 Bây giờ là từ cửa. Mấn Mấn Cửa 1, cửa số 1. Ở đây cũng chỉ số thứ tự, số 1 không đổi dấu. Y mấn Y mấn Tầng 18, cửa 1 Sứ ba lấu y mấn Sứ ba lấu y mấn Hãy chú ý cách sắp xếp danh từ trong tiếng Trung, đọc từ cái lớn đến cái nhỏ. Thấy sống ở cửa 1 tầng 18. Tha trụ 13 lầu y mấn. Tha trụ 13 lầu y mấn. Hãy hỏi lại, thầy ấy sống ở đâu ạ? À? Tha trụ nở 他住哪儿？他住在二楼。他住十八楼一门。他住十八楼一门。现在是“房”，汉语是“房间”。房间。房。 房间间,房间间房间房间放过多我的房间我房间放过退烧风王老师的房间 王老师的房间 với tên riêng bắt buộc phải dùng tơ mấy phòng, mấy cái Bây giờ là từ số so trong số phòng, số phòng nguyên văn là phòng số. -so" phòng chiến khảo. Pháng chiến khảo. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại cách nói số phòng 601, nguyên văn là 601. liều lính giao? Liệu Liệu Lính Lính Giao Liu Ling Yao. Liu Ling Bạn chú ý thấy số 1 trong cách đọc số nhà, số phòng, số điện thoại từ 3 chữ số trở lên thường được đọc thành Yao. 101. Yao lính Yao. Yao lính Yao. 102. Yao Ling Er.

六零幺，数房啦六零一。房间号是六零幺。房间号是六零幺。他住八楼一门。 他住十八楼一门，数放了六零一，房间号是六零幺，房间号是六零幺。他好来，他也住我的啊？他住哪儿？ 他住哪儿？我他住十八楼一门。他住十八楼一门。手放是六零一。房间号是六零幺。 Phòng gián hào lính Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Đúng vậy, đi đến Bắc Kinh học. Tuổi, đi Bắc Kinh học." Đi đâu vậy? "Đi <laughs> nào?" "Không sao." 没关系。文家，喝茶。trương, tr chỉnh t r n g người mỹ, 美国人 của bạn với nghĩa bạn bè, b 友 t một bát canh trứng gà. 一碗鸡蛋汤这水。这些饺子，这些饺子，米色面条，贵板怎样啊？橘子怎么卖？ tổng cộng 16 tệ 5 hào. Ý cùng sứ liều khoải ủ máu. 50 ủ sứ Nhân viên giao dịch, nhân viên kinh doanh. Ý dễ yến dễ 200 đô, nguyên văn là 200 mỹ nguyên. 200 mấy Đợi một lát. Tầng một chút xem. Sửu Phòng làm việc của Lý Sương Hạo. Lý Tìm ai? Trào sấy. Nhân viên. Trí huyện. Thầy ấy có ở đây không ạ? Thầy ấy mà. ở nhà. Ở gia. Học sinh. Học sinh. Học sinh. Sống ở cửa 1 tầng 18. 住十八楼一门，数房啦，六零一，房间号是六零幺。